Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo các hoạt động của cơ quan đơn vị luôn được duy trì và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều sở ngành và các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác. Trong những ngày này, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và người dân khi đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh phải được áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc khai báo y tế điện tử bằng mã quét QR trên các phần mềm ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Đây là quy định bắt buộc được Ban Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh đưa ra nhằm bảo đảm cho mọi công việc được triển khai hiệu quả trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Còn đối với những trường hợp người dân chưa cài đặt ứng dụng cũng bắt buộc điền thông tin vào tờ giấy khai báo y tế. Thì Sở Xây dựng thông báo và triển khai cho tất cả các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, nhất là công tác chỗ dân phòng, là khi các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân khi đến liên hệ làm việc với Sở thì sẽ phân công cán bộ phụ trách là ghi nhận thông tin của người ra người vào cơ quan, đồng thời là thực hiện đúng cái việc quét cái mã QR để thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì để thực hiện cái này là Ban Giám đốc quán triệt cho tất cả cán bộ công chức người lao động trong cơ quan là phải tuân thủ, mọi người đều phải cài đặt và khai báo cái mã QR đúng để thực hiện cái việc phòng chống dịch COVID, như là ứng dụng những cái ứng dụng công nghệ thông tin và trong cái việc mà khai báo y tế, cũng như là ngoài ra thì trong cái việc mà tổ chức làm việc trong các cơ quan thì tranh thủ là tổ chức các cái họp trực tuyến hay là thông qua những cái ứng dụng công nghệ thông tin để họp, không còn phải tổ chức một cuộc họp, nhất là đối với các cái đơn vị mà ngoài tỉnh không phải làm việc với trao đổi thông tin với cơ quan. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành công văn số 1676, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR. Qua triển khai đã được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, kể cả tại các chốt kiểm tra y tế. Nói chung ở đây thì lực lượng anh em cũng làm nhiệm vụ ở chốt, cũng hướng dẫn cho người dân, vừa triển khai điện tử cũng thuận lợi. Nói chung thì so với khai báo thông thường thì nó nhanh hơn cái khai báo về thông thường, nó thuận lợi nhiều hơn cái khai báo thông thường. Với công việc đặc thù, hàng ngày có khoảng 1.500 khách hàng đến giao dịch tại 22 điểm của toàn hệ thống Agribank chi nhánh Trà Vinh. Trong đó có những ngày cao điểm có thể lên tới 2.500 người. Vì vậy, để mọi hoạt động được thông suốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, thì công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được đơn vị chú trọng triển khai nghiêm ngặt. Đây là rất tốt. Vô ta cũng cho mình rửa tay rồi an toàn lắm, không có sao. Thế bước vô là mình rửa tay trước, rồi vô đo thân nhiệt, vô trong máy đó. Thấy rất tốt. Hiện tại, Agribank chi nhánh Trà Vinh đang thực hiện phương án cấp độ 3 là 50% cán bộ làm việc tại cơ quan và 50% làm việc tại nhà. Tiến hành thành lập nhóm truyền thông nội bộ, thành lập đội tài xế vận chuyển hàng đặc biệt và thành lập 4 đội ứng cứu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nếu không may có chi nhánh, có cán bộ bị cách ly. Đa phần các công việc nội bộ đều được thực hiện thông qua cái nền tảng công nghệ hiện đại của Agribank, qua điện thoại, nhóm Zalo theo công việc, v.v. Trừ các công việc thực sự cần thiết thì mới gặp để trao đổi, nhưng phải đảm bảo khoảng cách là 2 mét, được khử khuẩn và đeo khẩu trang theo quy định. Rồi đối với khách hàng khi đến giao dịch phải qua 2 khâu. Khâu thứ nhất là khi khách hàng đến giao dịch là phải tự là khử khuẩn rửa tay. Vào bên trong là có cán bộ bảo vệ, đo thân nhiệt và nhắc nhở nếu có khi khách hàng thực hiện không đúng công tác phòng chống dịch. Phần thứ hai là sau trước khi khách hàng đến phòng giao dịch, phòng kế toán ngân quỹ thì khách hàng phải đến cái máy đo thân nhiệt và khử khuẩn lần thứ hai trước khi vào phòng kế toán. Sau đó được bảo vệ sắp xếp đến cái cửa giao dịch theo yêu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng chưa giao dịch thì được sắp xếp ngồi cũng giữ khoảng cách và khử khuẩn theo quy định. Việc điều hàng đặc biệt
giữa nội bộ hiện nay đã được thực hiện ở cái phòng riêng biệt, có khử khuẩn trước và sau khi bàn giao nhận tiền, thay vì cán bộ phải tập trung lên phòng kế toán ngân quỹ để nhận như trước đây. Với các biện pháp tích cực đã được triển khai hưởng ứng của các đơn vị, ngành, người sử dụng lao động và nhân dân trong tỉnh, đó là nguồn động lực quan trọng góp phần để tỉnh Trà Vinh cùng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa phát triển sản xuất, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.